Xin chào các bác nhé. Hôm nay shop em sẽ giới thiệu đến các bác cái mẫu đèn pin siêu sáng Huaxing 403, hàng nội địa của Trung Quốc các bác nhé. Cái đèn này bên em hiện nay đang bán là 300.000 đồng, bao ship của các bác nhé. Các bác có thể liên hệ với em qua fanpage, qua Zalo, hoặc là các bác gọi điện trực tiếp vào cái số điện thoại em sẽ ghi trên màn hình đấy các bác nhé. Cái đèn này thì bên em bán là 300.000 đồng bao ship. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khui hộp và kiểm tra xem là nó có những cái gì, và em sẽ giới thiệu chi tiết đến cho các bác. Đóng gói dây chống sốc rất là cẩn thận này. Cái đèn này dài là 18cm nhé các bác nhé, 18cm. Toàn bộ nó là hợp kim nhôm phủ alốt nhé, sơn alốt chống xước. Trang bị cho chúng ta là một pin này và một cục sạc đi kèm này. Đây là một cục sạc đi kèm. Tất cả các khớp nối của cây đèn này thì đều có dòng chống nước đây các bạn ơi, dòng chống nước này các bạn ơi. Trên đây này có thể tháo rời ra làm 3 đoạn luôn các bạn, tháo rời ra làm 3 đoạn. Đoạn nào cũng có dòng chống nước cho các bác. Đây các bác, đây cũng có dòng chống nước này. Cổ đèn đây cũng tháo được luôn này. Đây cũng tháo được luôn. Đây này cũng có dòng chống nước này. Các bác thấy không ạ? Pha của nó cực kỳ là sâu luôn. Rất là xa các bác nhé, rất là xa. Hàng này nó không chỉnh được room đâu các bác ạ. Hàng này nó là pha cố định mà nó rất là xa, có thể rót. Pin thì trang bị pin lithium 16850 3.7V 2300mAh. Có thể đảm bảo cho anh em đi được 4 tiếng đồng hồ nhé anh em. 4 tiếng đồng hồ. Thì khi mà các bác nhận hàng về thì các bác cứ test thoải mái đi. Hàng ngon các bác nhận hàng, thanh toán tiền cho em. Còn không đúng như những gì mà em nói thì các bác trả về. Khi chúng ta xài hết pin thì chúng ta sạc, nên chúng ta để ý nhé. Cái vòng cao su này chúng ta xoay về cái điểm này, điểm một con lỗ này nghe các bác nhé. Xoay về đến cái điểm của nó này, chúng ta sẽ cắm cục sạc vào. Chúng ta cắm cục sạc vào. Chúng ta sạc đến khi nào mà cái đèn xanh trên cục sạc này báo là pin đầy, chúng ta ngắt kết nối cục sạc ra thì chúng ta lại xoay nó đi. Xoay cho nó kín cái lỗ này để anh em chúng ta đi mưa hoặc rơi nước nó sẽ không bị nước vào các bác nhé. Cây này nó có 3 chế độ sáng, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu. Đấy. Sáng mạnh, sáng vừa và chớp chớp SOS các bác nhé. Đây, sáng mạnh này, sáng vừa này, chớp SOS. Chúng ta đi đường mà cũng bị các những cảnh sát giao thông chớp chớp đèn vào mặt là các bác sẽ dùng cái đèn này đấy ạ. Đây, rồi sau đó thì em sẽ ra bên ngoài em test ánh sáng thực tế ở ngoài trời cho các bác coi cho các bác nhé. Ôi, em đã ra đây bên ngoài, em đã ra bên ngoài để test cái cây đèn 403 cho các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 10, trăng hôm nay rất là sáng các bác ạ. Trăng hôm nay rất là sáng. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu test đèn. Em sẽ đi lần lượt từng nước một nha các bác nhé. Đầu tiên nó sẽ là cái chế độ sáng nhất của nó. Đây, chế độ này chế độ sáng nhất đấy các bác ạ. Chế độ sáng nhất đấy. Đấy, các bác có thấy không ạ? Đây, soi sáng xa vài trăm mét cho các bác luôn. Dùng điện thoại em quay nên là nó không được nét lắm đâu các bác thấy chưa. Còn đây là chế độ tiếp theo, là chế độ sáng yếu đấy, điện tiết kiệm pin. Chế độ tiếp theo là chế độ chớp SOS đây các bác, chớp SOS này. Con này cứ đảm bảo cho các bác soi sáng đến tầm độ 500m nha các bác nhé. Giá của sản phẩm là 300.000 đồng. Em xin kết thúc video ở đây nhé. Bác nào mua hàng ấy thì nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em vào số điện thoại ghi trên màn hình ấy. Em chào các bác nhé.